Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là BEST. Mình sẽ ăn chia tổng bull là 20.000 token BEST nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần liên hệ link mô tả như video mình làm tắt chatbot nào. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join đến group này các bạn. Khi join chào các bạn nhớ lực cấp tra nha các bạn. 7916. Rồi, sau khi bạn lướt trái xong thì bạn mới đắp là follow từ Twitter này. Rồi bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn copy hashtag nè, sao chép, các bạn đi tiếp post nha mọc. Các bạn like nè, chỉnh dẫn như từ tweet nè bạn. Rồi sau đó bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha nha các bạn. Chọn lá cờ nè. Ok. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow từ Twitter nè. Rồi các bạn điền username từ Twitter mình nha các bạn. Account win. Account MMO của anh chứ. Chết nhiều tài khoản quá loạn xả hết. Rồi các bạn bấm go to next step nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit link to tweet nha bạn, thì bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhập anata, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bài bạn to tweet nha bạn. Để lại cho bot nè. Rồi bấm go to next step nha các bạn. Rồi sau đó các bạn submit chỉ bên bi sợ match trên bet 20 trên chocolate cho các bạn. Rồi bấm vào confirm nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào balance để check số cờ mình kiếm được nè các bạn. Rồi bấm vào interfin lấy dép chia sẻ trong bè những cái thằng mới kiếm đồ cần nha các bạn. Rồi, vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.